Nô các bạn, mình đi bỉa hoa về để mai bán mùng 1 đây các bạn này. Mai là 30 nhưng là chủ nhật thì sẽ đông hơn ở mùng 1 đây. Đây các bạn này, hoa rằm vào mùng 1 mới bán đây các bạn. Chưa bỉa ạ. Đây sau khi kéo cánh thì kim cương nó đã đỡ hơn rồi. Nhìn nó đã đỡ phèn đi rồi các bạn. Nó không còn cái ngắn ngủn nữa rồi. Được cái đợt này thì hoa lại bắt đầu được giá rồi. Đây à, quên mình quay tím lan. Các bạn ơi, khi mà nắng nhẹ thì tím lan nó sẽ có màu này này các bạn. Nó không phải là màu đỏ như trời lạnh nữa đâu các bạn ạ. Đó chính là lý do vì sao mà lại ít, trồng ít trong cái thời điểm này đấy các bạn. Nhỡ nó nắng to thì là nó hỏng. Phải che, mà có mỗi chòm thì che rất là ngại. Mà tuần này màu lại được giá đấy chứ. Tím lan nó còn một cái nhược điểm nữa các bạn. Đây các bạn này, thối thân nhá, thối thân do vi khuẩn nha các bạn nhé. Cái tỷ lệ của nó kể cả trong thời tiết tốt nó cũng vẫn sẽ nọt đọt. Cái cây này là bị thối nâu rồi các bạn ạ. Để mình tìm một cái cây nào đó nó mới thối cho các bạn xem. Mấy hôm nay không tưới ạ. Có cây nào không nhỉ? Ồ, không nhìn thấy cây nào rồi. Có cây nó bị thối thân như thế đấy các bạn ạ. Nó hay bị lắm. À đây này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không, một cây này. Đây các bạn ơi, nó bị thối ở giữa thân đấy các bạn. Một trong những nhược điểm của thằng tím lan. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó cứ bị giữa thân thôi chứ không phải từ cổ rễ lên đâu các bạn ạ. Cái này rất là khó phòng trị nhá. Kỳ thực là cũng chẳng bỏ công đi phòng trị luôn đấy các bạn. Ai mà trồng nhiều cái dòng này vụ sớm và vụ muộn ấy thì là phải phải che lưới đen ở bên trên vào cái giai đoạn nó nở này. Bắt đầu từ lúc nó có màu như này là phải che rồi, nếu không là cái nụ của nó sẽ bị đốm đốm. Dĩ nhiên của mình đây mình không che, nó không đốm là tại vì thời tiết tốt thôi các bạn ạ. Nếu thời tiết không tốt thì đây này các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Cái màu của nó này không che các bạn. Nhị chưa tung ra đâu. Mà cái hoa nó đã bắt đầu bạc màu rồi đấy. Và cái lý do vì sao mà cái này ít thấy này. Thời tiết tốt thì rất là đẹp, mà thời tiết không tốt thì các đa số các loại màu nó sẽ bay màu rất là nhanh. Các cái loại mà màu đỏ nhung ấy, mai đỏ đấy, hay là đỏ to ấy, là nó sẽ bị đốm đốm đốm. Kiểu cái đốm trắng nó rắc rắc ở trên cánh ấy. Càng nắng thì đốm trắng nó càng nhiều. Nên là cái giống màu nó ít là vì lý do như vậy đấy các bạn ạ. Không phải là nó khó làm mà là nó rất dễ làm nhé. Nhưng mà cái biên độ trồng của nó thì nó rất là ít. Nó không như vàng mấy trắng. Vàng mấy trắng thì nắng to hay là nắng nhỏ thì nó cũng không bị bạc màu. Mình chỉ cố gắng làm cho nó sáng màu hay không thôi. Đây hôm nay thì trắng tung sới hết các bạn. Tuần này thì trắng với màu đều đắt, mà nhà mình thì lại có trắng và có màu. Vàng thì để lại nhiều thôi. Nát nữa cũng bỉa, nhưng mà bỉa để lại khá khá đấy các bạn. Để sau tuần rồi bán. Còn hôm nay như thế này là bỉa được rất nhiều đây các bạn ạ. Bỉa được nhiều lắm luôn. Đây hôm trước phun bọ trĩ rồi. Thì hôm nay trắng của mình nó, những cái cánh trong nó nở ra, nó không còn bị đen thâm thâm như hôm trước nữa. Đây các bạn, những cái cánh cũ nó vẫn thâm này các bạn này. Nhưng mà nó bị những cái cánh nở tiếp theo nó che đi rồi đấy các bạn. Đấy, hoa nhà mình đây. May quá. Nó trượt sang mùng 1 nên là giá nó lại tương đối ổn. Các bạn thấy khủng khiếp không? Những là nửa tháng luôn. Tết thì thích nở đồng loạt chứ không phải Tết thì cứ nở kiểu rải rác như này thì bán nó sướng. Mỗi ngày bỉa một ít, mỗi ngày bỉa một ít nó không bị dồn dập. Đây. Chào các bạn nha.